Xin chào tất cả các bạn ha. Có một người bạn á cũng xem cái kênh của mình ở đây bên Úc này, nói hình như ông mắc nợ thì sao mà tôi thấy ông tối ngày cứ đi kiếm những thông tin giúp cho những người ở Việt Nam. Tôi nói mình mới nói là không biết là có phải vậy không, mà hình như là nó tựa tựa như vậy á, cái số nó mắc nợ. Nhưng mà mình nói thôi kệ, cứ làm được cái gì thì làm. Ủng hộ mình bằng cách like video và đăng ký kênh nhé. Thì bây giờ mình có một cái thông tin cũng muốn chia sẻ các bạn. Thì cái thông tin này á, dành cho những bạn mà tốt nghiệp phổ thông trung học, có nghĩa là lớp 12 cho tới 28 tuổi. Đó là những cái thông tin mà dành cho các bạn trẻ có cái dự định đi qua Úc du học. Và những anh chị nào lớn tuổi mà có con trong cái tầm khoảng tuổi đó thì cũng nên tham khảo cho con của mình đi qua du học ha. Trước đây mình đã có một cái video nói về các bạn khi mà các bạn đi học và du học tiếng Anh ngắn hạn, sau đó các bạn có thể là đi chuyển qua du học học nghề. Thì bây giờ hôm nay á, video này á, là mình sẽ chia sẻ các bạn. Các bạn có thể là nộp hồ sơ mà các bạn không cần tiếng Anh luôn, chưa có bằng tiếng Anh, các bạn cũng có thể nộp hồ sơ và các bạn đi du học tiếng Anh, sau đó là chuyển qua học nghề luôn, và trường sẽ làm trực tiếp cho các bạn. Bây giờ các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học lớp 12, các bạn trong cái độ tuổi từ 18 cho đến 28 tuổi, bây giờ các bạn có bằng cấp trung học theo cái độ tuổi của các bạn, bằng cấp trung học, sau đó các bạn đang học một cái ngành, một cái ngành nào đó hoặc một cái nghề nào đó ở một trường nào đó. Ví dụ các bạn đang học cao đẳng, hoặc các bạn đang học đại học năm thứ nhất, năm thứ hai, thí dụ vậy. Nhưng mà các bạn chưa có tiếng Anh. Hoặc là những bạn nào nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 12, các bạn nghỉ học, các bạn đang học một cái chương trình tiếng Anh. Đang học một cái chương trình tiếng Anh. Hoặc là các bạn không có đi học tiếng Anh, cũng không học đại học, cũng không học cao đẳng, mà đang đi học một cái nghề nào đó ở Việt Nam mà cũng chưa có bằng tiếng Anh. Đó là những cái trường hợp mà các bạn mình nói như vậy. Thứ nhất, các bạn chưa có bằng tiếng Anh, các bạn đang đi học cao đẳng hoặc học đại học. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, các bạn chưa có bằng tiếng Anh mà các bạn đang đi học tiếng Anh. Trường hợp thứ ba, các bạn chưa có bằng tiếng Anh mà các bạn đang đi học nghề, học nghề ở Việt Nam. Và trường hợp thứ tư là các bạn chưa có bằng tiếng Anh nhưng mà đang đi làm việc ở một nơi nào đó, một nơi nào đó. Rồi, thì những cái trường hợp này, thí dụ như ba trường hợp trên, thì các bạn bên cạnh các bạn đi học đại học, cao đẳng, hoặc là đang học tiếng Anh, hoặc là đang học học nghề, thì các bạn đang làm việc nơi nào, cơ quan nào, công ty nào, thì các bạn xin cái giấy xác nhận thứ nhất của trường của các bạn đang học. Ví dụ những bạn nào đang học tiếng Anh thì các bạn xin giấy xác nhận là đang học trường tiếng Anh với cái trình độ của tiếng Anh của các bạn đang học. Đó là thứ nhất. Nếu như các bạn không học tiếng Anh mà các học cao đẳng đại học thì các bạn nên xin một cái giấy xác nhận của trường của các bạn mà các bạn đang theo học. Thứ ba, nếu như các bạn không đi học cái gì hết mà các bạn đang đi làm thì các bạn cũng phải xin một cái giấy xác nhận của cơ quan công ty của các bạn đang làm và xác nhận bạn đang làm cái công việc này tại cơ quan đó. Thứ tư, nếu các bạn không đi học gì hết mà các bạn đang đi học nghề, không học tiếng Anh, không học đại học, không học cao đẳng mà vừa đi học nghề vừa làm, thì các bạn nên xin cái giấy xác nhận của cái trường học nghề và cái cơ quan làm việc. Cơ quan làm việc. Thì đó là những cái trường hợp mà các bạn cần phải xin cái giấy xác nhận.
bên cạnh đó cộng luôn cái bằng cấp phổ thông trung học của các bạn, rồi bằng cấp lớp 12 á. Rồi sau đó các bạn sẽ nộp những cái hồ sơ này để cái công ty sẽ xem xét cái hồ sơ của các bạn, và sau khi xem xét hồ sơ của các bạn, họ sẽ gửi hồ sơ của bạn cho trường. Từ đó trường sẽ đánh giá cái hồ sơ của các bạn và sắp xếp cho các bạn bắt đầu đi du học tiếng Anh với cái trình độ của các bạn như thế nào. Thí dụ những bạn đã đang học tiếng Anh với cái trình độ như từ cái xác nhận của trường, thì trường sẽ sắp xếp cho các bạn học bao nhiêu tháng, thay vì học một năm nếu chưa có gì hết, chưa biết gì hết thì học bao nhiêu tháng, hoặc là chưa biết gì hết thì học một năm, thì các bạn sẽ đóng tiền nhiều hơn. Đó là lý do vì sao mà các bạn sẽ đóng tiền theo từng đợt, và tùy bạn sẽ đóng tiền khác nhau. Thí dụ một bạn chưa có tiếng Anh thì sau khi gửi hồ sơ của các bạn, trường sẽ xem xét và đánh giá và chấp nhận các bạn, thì trường sẽ báo một cái giá là các bạn, bạn này chưa có tiếng Anh thì sẽ đóng một cái khóa học tiếng Anh bao gồm là một năm bao nhiêu đó tiền. Thí dụ như một năm 1.000 đô đi, mình ví dụ ha, một năm 1.000 và đóng trước 6 tháng là 500, đóng trước 6 tháng là 500, và sau đó các bạn sẽ đóng một cái khóa học nghề, đóng chung luôn với một cái khóa học nghề. Và cái nghề của các bạn chọn, thí dụ như bây giờ các bạn đang học một cái ngành, bạn đang làm một cái nghề nào đó ở Việt Nam, hoặc đang học một cái nghề nào đó ở Việt Nam, hoặc là các bạn chưa có nghề gì ở Việt Nam cả, nhưng mà các bạn muốn học một cái nghề bếp, một học cái nghề bếp, hoặc bất cứ một cái nghề nào mà các bạn chọn, thì các bạn sẽ đóng tiền 6 tháng đầu tiên với cái khóa học đó. Mặc dù các bạn chưa học, các bạn chỉ học tiếng Anh trước thôi, nhưng các bạn phải đóng một cái khóa tiền 6 tháng đầu tiên cho cái trường để mà họ nhận các bạn. Rồi thì đó là những cái gì mà thông tin ban đầu, và các bạn sẽ đóng tiền theo từng giai đoạn. Thí dụ như trường nói là bây giờ nhận hồ sơ các bạn rồi, và các bạn đóng cái khóa tiền đầu tiên là 6 tháng tiếng Anh cộng khóa phí học tay nghề. Và cái chương trình học tay nghề của các bạn là 2 năm và khóa học tiếng Anh là 1 năm, tổng cộng các bạn sẽ ở Úc là 3 năm. Rồi thì các bạn sẽ đóng trước 6 tháng. Rồi sau khi các bạn đóng tiền hết rồi thì trường sẽ từng bước gửi, kêu các bạn sẽ làm những cái hồ sơ tiếp theo, bao gồm là những cái thông tin cá nhân, hồ sơ cá nhân. Các bạn gửi những cái giấy xác nhận ban đầu đã, để họ xem xét coi có chấp nhận các bạn không đã. Rồi từ đó sau khi trường đã chấp nhận rồi thì mới kêu các bạn làm hồ sơ. Và sau đó các bạn sẽ đóng tiền theo từng cái giai đoạn. Và sau khi tất cả mọi thứ ok rồi thì công ty sẽ nói các bạn là chỉ định các bạn đi tới một cái nơi nào đó. Thí dụ như bạn ở Sài Gòn thì bạn sẽ đi tới Sài Gòn để khám sức khỏe, và các bạn đóng tiền tại cái nơi đó luôn, các bạn tự bỏ tiền ở đó. Hoặc là những bạn nào ở Hà Nội thì các bạn đi đóng tiền tại Hà Nội, khám sức khỏe tại Hà Nội, đóng tiền tại Hà Nội, thì sẽ chỉ định các bạn đi tới những cái điểm đó. Sau khi các bạn đã có hết giấy khám sức khỏe thì các bạn sẽ được báo cái ngày là chuẩn bị, trường có cái ngày cho các bạn chuẩn bị nhập học, và các bạn sẽ được báo và có cái visa để các bạn chuẩn bị mua vé máy bay để mà bay qua Úc, để mà kịp cái ngày nhập học. Và từ ngày bắt đầu các bạn làm cho tới cái ngày các bạn có visa, nếu hồ sơ không có bị gì cả, trục trặc gì thì tầm khoảng 2 tuần là các bạn có visa, và nếu lâu lắm thì tầm khoảng 3 cho tới 4 tuần nếu như các bạn giấy tờ của bạn trục trặc. Nói chung nếu mà nhanh đó, không có vấn đề gì cả, thì 2 tuần các bạn sẽ có visa, 2 tuần. Và mình nên lưu ý các bạn một điều, như hồi nãy mình nói là các bạn không cần phải có bằng tiếng Anh, các bạn vẫn có thể xin qua đi du học được, kết hợp luôn cả học tiếng Anh. Để nhắc lại, thí dụ các bạn chưa có bằng tiếng Anh, các bạn đang học theo một cái chương trình tiếng Anh nào đó, thì các bạn phải lấy giấy xác nhận của cái trường học các bạn đang học tiếng Anh. Thứ nhất. Thứ hai, các bạn phải có bằng cấp lớp 12 và độ tuổi của các bạn là từ tốt nghiệp lớp 12 cho đến 28 tuổi. Thì các bạn nộp những cái hồ sơ đó trước,
bằng chụp ảnh scan rồi đó các bạn gửi email, thì họ sẽ xem xét hồ sơ các bạn, ok, họ nói ừ được. Hoặc là bạn nào không học tiếng Anh mà đang học cao đẳng hoặc đại học, hoặc bạn nào không học cao đẳng hoặc đại học, chưa học tiếng Anh, đang du học, đang học nghề ở Việt Nam, hoặc bạn nào không có học cao đẳng, không học tiếng Anh, chưa học cao đẳng, chưa học đại học, chưa học tiếng Anh, mà đang làm không học nghề mà đang làm một cái công việc nào đó, mà trong cái độ tuổi đó mà các bạn muốn đi du học, thì các bạn cũng có thể đăng ký. Thì các bạn chỉ có gửi hồ sơ trước thôi, và họ có nhận các bạn hay không, trường có nhận các bạn hay không. Sau khi trường nhận sẽ có cái giấy xác nhận gửi về cho các bạn, và các bạn đồng ý thì các bạn đóng tiền trực tiếp cho trường, đóng tiền cho trường, thì trường sẽ kêu các bạn từng bước từng bước từng giai đoạn đóng tiền, và tổng số tiền của các bạn để mà làm toàn bộ chi phí, tổng số tiền cho cái khóa học của các bạn với 6 tháng đầu tiên, 6 tháng đầu tiên đầu, đúng rồi, 6 tháng đầu tiên không quá 18.000, bao gồm hết tất cả chi phí vé máy bay luôn. Nhưng mà cái đó là các bạn tự mua, nhưng mà mình muốn nói các bạn là cái tổng số tiền mà các bạn khi mà các bạn nộp hồ sơ cho đến khi mà các bạn mua vé máy bay, khám sức khỏe, rồi trả phí dịch vụ, rồi nói chung là đóng tiền cho trường này nọ, không quá 18.000, không quá 18.000 Úc ha. Thì mình nói cái con số như vậy để các bạn có cái dự tính với cái số tiền mà mình có thể đăng ký học được. Và tùy theo trường hợp, tùy theo mỗi người thì cái số tiền sẽ đóng khác nhau. Thí dụ như là các bạn chưa có tiếng Anh, các bạn học một năm đầu thì các bạn sẽ đóng số tiền nhiều hơn. Hoặc những bạn nào đã đang học tiếng Anh với cái trình độ level nào đó, tuy chưa có bằng, thì các bạn sẽ học với cái thời gian ngắn hơn, các bạn sẽ đóng tiền ít hơn. Và tùy theo cái ngành học mà các bạn chọn thì sẽ có cái chi phí học của trường nó sẽ khác nhau. Và chính vì vậy thì mình nói cái con số để các bạn có cái mức trần để các bạn dự tính cho cái công việc học của các bạn. Và để tham gia cái chương trình này thì mình có liên hệ một cái công ty, thì công ty này sẽ nhận tất cả những cái hồ sơ để mà xem xét đánh giá, sau đó nếu được, thí dụ có 10 bạn đăng ký, sau khi trường xem xét 10 bạn, thì mình thí dụ 10 bạn ha, thì trường xem xét hồ sơ anh nói những bạn này, 6 bạn này được, nhưng 4 bạn này thì khả năng sẽ đậu rất là thấp, thí dụ vậy, và 6 bạn này thì khả năng rất là ok, thì họ sẽ xem xét cái hồ sơ thôi. Rồi sau khi các bạn đồng ý thì sẽ từng bước sẽ thông báo cho các bạn để các bạn làm những cái bước tiếp theo. Và sau khi trường nhận, chấp nhận các bạn vô học thì sẽ có một cái thư gửi về các bạn, và bao gồm những cái chi phí thông tin mà trường sẽ báo cho các bạn biết, và từ đó các bạn sẽ đóng tiền từng bước. Rồi nếu như những bạn nào muốn tham khảo cũng như là đăng ký với cái chương trình này thì các bạn cứ gửi hồ sơ liên lạc với cái địa chỉ email trong cái phần mô tả của mình. Các bạn cứ gửi hồ sơ nơi đó, và mình sẽ gửi hồ sơ trực tiếp của các bạn cho công ty để công ty này làm. Bởi vì mình có liên hệ với công ty này, và công ty này sẽ tổng hợp tất cả mọi cái hồ sơ mà các bạn muốn tham gia thì mình sẽ gửi trực tiếp cho công ty này, họ sẽ làm. Và bạn nào muốn tham gia thì cứ việc gửi hồ sơ trong email trong cái phần mô tả mình đã để trong video. Rồi, hy vọng là một phần nào đó giúp ích cho các bạn trẻ có được cái cơ hội đến Úc. Thật sự thì mình cũng có gặp vài bạn, nói bạn thì không phải là bạn đúng không, trẻ hơn mình qua bên đây cũng du học, cũng y chang cái chương trình mà mình mới vừa chia sẻ các bạn, thì có gặp vài người, và một trong những người đó là đang làm chung với mình luôn, cũng đang làm công việc chung với mình luôn, thì mình cũng chia sẻ các bạn về cái điều này, là đã có những người qua với cái công ty này, họ làm cho những người đó.
Thì mình cũng chia sẻ các bạn, bởi vì mình đã tìm hiểu được cái nơi này, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn có cái cơ hội các bạn đến Úc du học với cái chương trình này. Và điều rất là quan trọng đầu tiên là các bạn không có đóng một cái số tiền lớn, và các bạn không cần cái tiếng Anh đầu vào. Tuy rằng sẽ xét tiếng Anh của các bạn, nhưng mà nếu trường hợp các bạn không có bằng cấp tiếng Anh thì họ vẫn nhận và sẽ cho các bạn đi học tiếng Anh với cái khóa tiếng Anh. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục chuyển qua học nghề, và cái trường đó sẽ cho các bạn học tiếng Anh trong trường luôn. Và sau khi các bạn đã đạt được cái bằng cấp tiếng Anh rồi, sẽ chuyển các bạn qua học nghề luôn. Và các bạn có cơ hội ở tại Úc tối thiểu là 3 năm, tối thiểu là 3 năm. 1 năm tiếng Anh rồi và 2 năm học nghề rồi. Rồi, thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ các bạn trong video clip ngày hôm nay. Những bạn nào muốn thì cứ gửi hồ sơ hoặc là liên lạc với mình trong cái phần cái email mình để trong phần mô tả của video ha. Rồi, cũng xin kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của mình. Xin thân ái và chào tạm biệt. Bye bye.